Thưa quý vị và các bạn, đã qua rồi những ngày gian khó bởi sự cố môi trường biển, những làng quê miền trên sóng ở Quảng Trị đã thực sự hồi sinh. Đặc biệt trong năm 2018 vừa qua, với sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, người dân nơi đây đã nâng cao năng lực khai thác, đánh bắt hải sản và phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, tổng sản lượng thủy hải sản tăng cao so với năm 2017, đem lại nguồn thu nhập lớn, đời sống của nhân dân đã khấm khá hơn. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, vùng quê biển có thêm nhiều tàu cập bến, mang theo ba tin vui khi nhiều chuyến đi biển được mùa tôm cá, thêm một cái Tết đủ đầy và phấn khởi. Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, ngư dân vùng biển Quảng Trị vẫn tranh thủ thời tiết thuận lợi, vươn khơi xa, bám biển, đánh bắt hải sản. Sau nhiều ngày hoạt động trên vùng biển xa, hàng chục chiếc tàu chở đầy tôm cá liên tục cập cầu cảng cửa Việt. Các thương lái cũng chờ sẵn để cân mua, mang hải sản đi tiêu thụ khắp nơi, phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Quang Hà, ngư dân ở thị trấn Cửa Việt rất phấn khởi khi liên tục mấy chuyến đi biển trong thời gian giáp Tết đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi trừ chi phí, chia cho các bạn thuyền, gia đình ông còn hơn 60 triệu đồng để mua sắm Tết. Năm vừa rồi có vì do cái sự cố môi trường của biển nên là đến cấp trên về hồng cho về một ít về, nhưng mà bà con cũng cải hoàn lại tàu thuyền đại trai cứ cũng đời sống của bà con cũng ổn định, có tiền tiền một tí, nhưng mà bà con vẫn cố gắng vươn khơi để ra để kiếm tiền bạc ít tiền để về để mà trước hết thì trả nợ nần cho nhà nước, sau nữa thì mới về để có tết chít rồi bà con ăn uống cho xung vầy hơn. Trong cái năm mới thì cũng mong ngoài biển thì ăn cũng cho cái muôn vui vàng để cho ra năm mới để bà con làm ăn phát đạt hơn và thêm cũng thắng lợi hơn. Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018, thì sau khi sự cố môi trường biển đã bình phục, thì người dân đã chủ động ra khơi bám biển và qua một năm thì phải nói là cái sản lượng đánh bắt rất là cao và ngư dân phải nói là cuộc sống của ngư dân rất là vui tươi, đầm ấm và làm ăn là đạt kết quả tốt. Có những hồ đã hiện nay đã vươn lên làm giàu. Thế thì phải nói rằng là quá ấy là cái không khí Tết của bà con năm nay là rất là phấn khởi, vui tươi và tin tưởng vào là các cái chính sách của Đảng và nhà nước ta hỗ trợ cho chính sách phát triển thủy sản. Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hiện có 172 tàu thuyền với tổng công suất 40.000 CV, lực lượng lao động biển hơn 1.000 người, trong đó tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 250 CV trở lên có 97 chiếc, được trang bị các loại nghề lưới vây rút trì, vây xăm, pha xúc, lưới rê bùng nhùng, mành chụp, đánh bắt các loại cá cơm, cá nục, cá thu và cá ngừ. Tàu thuyền có công suất từ dưới 250 CV, có 41 chiếc, làm các nghề giã kéo, rập lồng, đánh bắt các loại ốc, vẹ và mực. Ngoài ngư lưới cụ hiện đại, các tàu còn trang bị thêm máy định vị, vệ tinh, phao vô tuyến, máy tự động nhận dạng, máy kéo lưới, máy giỏ cá, máy vô tuyến và máy thu vệ tinh đài duyên hải về dự báo thời tiết. Vì vậy, bà con ngư dân có điều kiện bám biển dài ngày đi khơi, đi xa, tránh được gió bão, giảm rủi ro xảy ra trên biển và giữ được liên lạc với bạn nghề trong quá trình sản xuất. Năm 2018 vừa qua, ngư dân đã vươn khơi xa, bám biển dài ngày, tìm kiếm ngư trường mới như Nam, Bắc, Vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cô Tô và quanh vùng đảo Hoàng Sa. Vì vậy, tổng sản lượng khai thác trong năm đạt 4.700 tấn hải sản, tăng hơn so với năm 2017 200 tấn, mang lại doanh thu gần 160 tỷ đồng. Tình hình vui Tết đón xuân của bà con ngư dân thị trấn Cửa Việt thì phải nói rất là phấn khởi. Mặc dù trong năm 2018 có một số khó khăn nhất định, nhưng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện cũng như cả hệ thống chính trị vào cuộc thì dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thì bà con ngư dân đã ra khơi bám biển và đã đánh bắt được một sản lượng tương đối cao và giải quyết được cái đời sống của nhân dân ngày càng một đi lên. Và cũng để chuẩn bị cho năm 2019 và chuẩn bị cho đầu năm của
xuân Kỷ Hợi thì phải nói bà con hết sức là khí thế, phấn khởi và chuẩn bị là sau khi vui Tết đón xuân Kỷ Hợi thì là tiếp tục nâng cấp cải hoán tàu thuyền và vận động nhân dân ra khơi bám biển đánh cá khi vụ Nam, và trên cái lĩnh vực đánh bắt vừa lao động sản xuất nhưng cũng vừa là làm công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo để làm tốt cái công tác giữ gìn trật tự trên biển cũng như là vừa làm cái công tác phát triển kinh tế làm giàu cho mình và làm giàu cho quê hương. Xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, trong năm 2018, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tạo thuận lợi cho ngư dân tiếp cận vay vốn ưu đãi. Trong năm đã đóng mới và mua ngoại tỉnh 11 chiếc, nâng cấp 11 tàu trên 90 CV. Tổng số tàu của toàn tỉnh đến nay là 2.317 chiếc, trong đó tàu cá có công suất trên 90 CV là 229 chiếc. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản nên các tàu cá khai thác xa bờ đều đánh bắt có hiệu quả. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 24.192 tấn. Trong đó, Giao Linh là một trong những địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khai thác, đánh bắt thủy hải sản và đầu tư phát triển ngành nghề, dịch vụ hậu cần nghề cá. Ngư dân đã huy động tổng hợp các nguồn vốn để đầu tư mua sắm, cải hoán tàu thuyền, ngư lưới cụ phù hợp với từng loại ngư trường. Đặc biệt, kinh nghiệm vươn khơi đánh bắt thủy sản các loại ngày càng được bổ sung hoàn thiện, cơ cấu ngành nghề khai thác ngày càng đa dạng và hợp lý. Để tiếp tục hỗ trợ cho bà con ngư dân phát triển trong năm 2019 thì trước tiên phải là đằng sau khi Tết thì đề nghị là bà con là chủ động để ra khơi bám biển dài ngày và chủ động để là vươn khơi làm ăn. Thứ hai nữa là về phía lãnh đạo huyện thì cũng tập trung thực hiện tốt cái lễ ra quân đánh cá vụ Nam, và một cái điểm nữa đó là sẽ thực hiện tốt các chính sách về phát triển thủy sản. Đặc biệt thì hiện nay là cái vấn đề nâng cấp, hoán đổi và đóng mới thì ra soát lại các cái số lượng tàu mà có khả năng ấy để vươn khơi làm biển chủ động hơn. Và một việc nữa đó là hiện nay thì bà con cái ngư lưới cụ và cái nghề là tàu bè thì rất là hiện đại, nhưng mà cái sự tiến kịp một số ngư dân là chưa làm chủ, chưa nắm hết cái kỹ thuật, nên là huyện cũng sẽ chủ động để tập huấn về kỹ thuật như mái trường và để khai thác quản lý được các ngư lưới cụ ở trên tàu hiện đại như hiện nay. Và một cái vấn đề nữa đó là chúng tôi làm phải thực hiện tốt cái dịch vụ hậu cần nghề cá, đặc biệt là hiện nay sẽ năm 2018 tập trung chỉ đạo đó là cái cảng cá Cửa Việt để đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho cái dịch vụ này, đồng thời là cũng kêu gọi các con cố để thực hiện cái vấn đề là cái khu cùng công nghiệp đóng cho lĩnh để thực hiện cái vấn đề chế biến thu mua và chế biến hải sản hiện nay đang còn ngổn ngang chưa được là thực hiện tốt. Không chỉ chú trọng khai thác hải sản, người dân các xã vùng biển đã cải tạo hệ thống ao hồ, chọn giống có chất lượng, khôi phục và mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản lên hơn 3.343 ha. Sản lượng thu hoạch của năm 2018 đạt 8.395 tấn, bằng 114,2% so với năm 2017. Đặc biệt, thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy và hội đồng nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí, xây dựng một số mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ tiên tiến như nuôi tôm hai giai đoạn, nuôi theo quy trình Việt Gáp, ứng dụng công nghệ nuôi tôm thương phẩm theo hình thức thâm canh, sử dụng chế phẩm sinh học. Không chỉ đảm bảo an toàn dịch bệnh trong quá trình nuôi, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, mà quan trọng hơn, sản lượng đạt cao hơn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, mang lại lợi nhuận lớn hơn cho người dân. Có thể nói, sau 2 năm sự cố môi trường biển xảy ra, những làng quê ở miền chân sóng tại Quảng Trị đã có thêm nhiều thay đổi, đời sống của bà con từng bước được nâng cao. Đón mùa xuân mới, từng gia đình đều có điều kiện mua sắm các loại hàng hóa phục vụ cho những ngày Tết. Lòng dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quyết tâm bám biển, làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.